Truyện tranh Tràng Quỳnh, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 168. Lệnh bà đi tu, tiền giáng trần. Quỳnh đi với cô lên chùa. Có chuyện gì vậy cô? Có một người đang rất buồn, cần con giúp người ấy khai khỏa. Đâu, ai đâu? Cô đây chứ ai? Ha ha. Cả chùa đi dự lễ khánh thành ở chùa đá. Cô ở nhà dưới chùa, buồn quá nên mới rủ con lên đây chơi cho đỡ buồn. Chơi đánh trỏng với cô. Đánh trỏng, miền Bắc gọi là đánh khăn. Bao tiếng sùm xem ai đánh trước. Bao tiếng sùm, bắn tù tì. Không có bao tiếng sùm, bơm tiếng xào gì hết. Cô lớn, cô đánh trước. Cô chơi gì kì? Không có kì gì hết, ra chụp đi. Dích nè. Vút, chóc. Con chụp được rồi, cô thua rồi, tới phiên con. Tại cô dích nhẹ quá, dích lại. Cô chơi ăn gian thiệt. Vút, dích tuốt lên mây, chỉ có chìm mới bắt được, ăn gian ghê hồn. Gà nè. Gà, gõ vào thành gỗ ngắn cho nó bay lên, rồi đánh văng ra xa. Cốp. Chát, chóc. Hê, con lại chụp được rồi, cô đừng có đòi gà lại à. Ừ, thua, tới phiên con đó. Vút. Cốp. Ôi dạ, con dích gì mà mạnh ghê vậy? Tại cô chụp dở quá chứ đâu phải tại con. Giận không chơi nữa, đàn ông mà không nhường nhịn đàn bà. Ủa, bà làm gì ngồi đây? Tôi muốn gặp sư bà, tôi xin sư bà cho tôi quy y. Không có được, người đẹp không có tu được. Sao vậy? Người đẹp mà đi tu thì có nhiều chàng thất tình sẽ tự tử, vậy là mang tội giết người. Sư cô cũng đẹp vậy, sao lại tu được? Hả? Tôi đẹp hả? Mừng ghê. Quỳnh, cô có đẹp không? Có ạ, đẹp cỡ con mắm nhà con. Đã đi tù mà còn khói đẹp, chán. Lệnh bà đi đâu đây ạ? Lệnh bà nào? Vợ của chú thượng đó. Xin lệnh bà tha lỗi, tôi không biết lệnh bà. Sao lệnh bà lại đi tù? Bộ chú thượng có mèo phải không ạ? Xì, ổng xí quắc, ma nào thèm mèo với ổng. Vậy sao lệnh bà lại mèo với chú thượng ạ? Ổng mèo ta, không phải ta mèo ổng. Vậy thì lý do nào làm lệnh bà chán đời ạ? Mọi khi ta góp ý gì thì chú thượng đều nghe. Lần này chú thượng không nghe lời ta góp ý nên ta buồn. Trời đất, chỉ có thế mà lệnh bà bỏ đi tu. Buồn lắm luôn đó. Chuyện là vậy. Làm gì mà nhìn ông ấy dữ vậy? Bộ người quen với ổng à? Tâu lệnh bà đó là quan huyện ở quê con. Tên của ông ấy là Nguyễn Cây, nhưng dân chúng gọi là Ăn Cây. Sao lại gọi ổng như thế? Ổng chuyên bán cây quý cho đám lái buôn. Chỗ nào có cây quý thì ổng tìm cách lái bán, nên dân chúng gọi ổng là Ăn Cây. Nhà con có một cây giá tỵ, ổng cho người vẽ lại đường xá thế nào đó, mà chỗ cây giá tỵ ấy lột vào đất của làng. Thế là ổng lấy bán tuốt. Nhà ổng giàu kinh hồn luôn. Ta sẽ nói lại với chú thượng chuyện này. Khải chúa, quan huyện Nguyễn Cây vào triều làm gì vậy ạ? Ông ta là em của quan phủ Nguyễn Lá. Quan phủ Nguyễn Lá xin nghỉ hưu để chữa bệnh, nên muốn xin ta cho quan huyện Nguyễn Cây giữ chức quan phủ của ông ấy. Không được đâu, ông Nguyễn Cây đó nổi tiếng ăn cay ghê lắm. Ông mà làm quan phủ thì thế gian không còn cay. Sao hậu biết? Thiếp nghe dân chúng nói. Dân chúng nói không đúng đâu. Quan phủ Nguyễn Lá là người tốt, ông ta không tiến cử người xấu đâu. Vậy chú thượng tiền thiếp hay là tiền quan phủ Nguyễn Lá? Đây là việc triều chính, hậu không nên có ý kiến. Lần đầu tiên ông không nghe ý kiến của ta. Ta đi tù cho ông biết mặt. Chuyện đâu còn có đó, xin lệnh bà hồi cung, rồi từ từ tìm cách cho chú thượng thấy sự thật.
không thèm về, dám coi thường ý kiến của ta, ta nhất quyết đi tu với chừng nào thành Phật mới về. Thành Phật rồi về nhà làm chi nữa? Xuống tóc cho ta. Tôi không dám, chuyện này phải đợi sư bà về ạ. À, vậy thì lấy cho ta một bộ áo sư cô. Rồi, ta thành sư cô rồi, cấm gọi ta là lệnh bà nữa đó. Vậy lệnh bà phải có pháp danh để con gọi ạ. À, ta là sư Nữ Thích Mộng Thường. Trời, pháp danh sao có mùi tiểu thuyết vậy ạ. À, kệ ta. Mời sư cô Mộng Thường vào thọ trai ạ. À, sao không nói là ăn cơm mà lại nói thọ trai cho mệt vậy? Lệnh bà đi tu có khác. Sao không có cá thì gì vậy? Ơ, sư cô Mộng Thường không ăn chay, đang giận chồng ăn chay sao nói. Để con đi lấy bún nem nướng tới cho sư cô Mộng Thường thọ trai. Sáng rồi mời sư cô Mộng Thường ra tụng kinh. Con buồn ngủ lắm, trưa đọc đi. Nam mô, nam mô. Hát nhỏ thôi để ta ngủ. Làm sao đi chớ, lệnh bà ở đây, cô chịu không nói đâu. Để con vào triều tàu với chúa thượng tới rước bà về. Kệ bà, cứ để bà đi chán rồi về. Cứ nghe lời gièm pha rồi nói xấu người tốt của ta, quân tử không thua vợ. Trời, bữa nay chúa thượng ăn trúng thứ gì mà gan quá vậy? Tự dưng mình bị dính vào trận chiến không ai nhìn ai của ông bà vua, khó xử à. Hổ phịch luôn. Không được đâu sư cô Mộng Thường ơi, sư cô không thể ăn hột vịt lộn trước chùa được. Vậy thì để ta ra sau chùa ăn, ta thèm quá. Chà, bánh ú. Trời, tu hành gì mà ăn hàng xanh xoạch. Sư cô ăn thêm thứ gì nữa không? Thôi no rồi, hẹn mai gặp lại. Làm gì đi Quỳnh ơi, lệnh bà quậy quá. Sư cô ráng chịu thêm vài bữa, con sẽ tìm cách lật mặt quan huyện để chúa thượng tin là lệnh bà nói đúng. Lúc đó chúa thượng sẽ đến đón lệnh bà về. Làm nhanh đi, sư cô Mộng Thường mà lại bất thường quá, chịu không nổi. Tụi mày chia nhau đi tìm xem có cây gỗ quý nào trong vùng không. Khỏi cần tìm cho mất công, có bao nhiêu cây quý quan huyện ăn hết rồi. Không có cây quý thì mua cây thường. Hai đứa mày hốt một mớ đất sét rồi theo tao. Đặt một tảng đá ở đây cho tao. Phủ một lớp đất sét lên, lấy lá cây che lại cho đất sét không bị khô. Để ở đây một tảng đá nữa, cũng lấy đất sét phủ lên. Đặt đủ bốn góc bốn tảng đá rồi, về. Xách tráp theo làm người hầu cho tao. Dẹp, mặt mũi tao sáng láng thế này mà làm người hầu cho mày hả? Mặt mũi sáng láng nhưng ham ăn. Ăn đi rồi theo tao. Tôi cần gặp quan để mua cây. Mua cây thì mời vào, không xét giấy tờ. Thửa đất đó có làm gì được đâu mà ông đòi mua. Tôi không mua đất để làm gì hết. Tôi mua đất để lấy tất cả cây lớn trong thửa đất đó. Ở đó đâu có cây quý mà ông mua. Cây gì tôi cũng lấy. Không được đâu quan ơi, đã có lệnh cấm chặt phá rừng rồi, phá rừng sẽ gây ra luộc lội đó. Ta bán đất nhưng ông không được chặt cây. Vậy thì thôi, không mua. Được rồi, ta bán đó. Ờ, bẩm quan, đất đó là đất công, đâu có bán được. Đất trên núi có ai biết đâu mà lo. Hết cây để ăn rồi, giờ ăn đất vậy. Quan làm giấy tờ đi. Bán bằng miệng, không giấy tờ gì hết. Vậy cũng được, mời quan theo tôi để đo đất. Tôi mua bao nhiêu rồi mới tính ra tiền được. Tới chỗ để máy tảng đá. Bắt đầu từ đây, mời quan ngồi nghỉ để thằng hậu của tôi đóng cọc làm dấu. Cất lá cho ổng ngồi. Ngồi lên cục đất sét rồi. Tới chỗ kia. Lại ngồi trên đất sét. Mời quan ngồi uống nước, đợi nó đóng cọc. Tôi mua tới chỗ này, mời quan ngồi nghỉ đợi, nó đóng cọc. Vậy là ông mua 5 sào đất,
tôi lấy rẻ 100 đồng thôi. Chạy về thuyền nói bà đưa cho ta 100 đồng. Ông ở xa tới. Tôi ở trong Phú Yên, tôi đi khắp nơi để làm cầu giúp dân. Nơi nào có sông suối mà không có cầu thì tôi mua cây để làm cầu cho dân đi. Ông tốt quá ha. Ông ơi, bà đánh bạc thua hết tiền rồi. Bà quay về nhà lấy tiền rồi. Chắc mấy ngày nữa bà mới ra đây lại. Chết rồi, mai là ngày tốt để cúng hạ cây. Bữa nay chưa mua được cây thì làm sao? Cái bà này đi tới đâu là đánh bài ở đó. Tại ông luồn quá nên bà không sợ ông. Quan thông cảm, chắc tôi chưa mua. Không sao, ngày mai ông cứ cúng hạ cây rồi vài bữa đưa tiền cho ta cũng được. Ông không quỵt ta được đâu, ta đâu có sợ. Chạy về gọi tụi nó mang búa rượu lên hạ cây. Tất cả ở đây gõ cây cho vui. Ba đứa mày theo tao. Chú ơi, người ta đốn cây trên núi kìa. Chú lên bắt họ đi. Dẫn tao tới đó. Chà chà, ai mà to gan, vừa đốn cây trái phép lại vừa sử dụng nhân công là con nít. Quá nguy hiểm, phải báo quan thôi. Bẩm, người ta đang phá rừng, quan cho phép em bắt ạ. Tao cho phép họ hạ cây đó, không được bắt. Quan cho phép họ hạ cây, tao không được bắt. Ơ, hè thúc mê nè, khiêng ổng vào triều. Vào cổng chính không được đâu, nhét ổng vào lỗ chó. Mấy thằng khỉ nhắc tao vào cái gì vậy? Đợi ở đây, tao đi gặp thầy Luyến. Chuyện là vậy, con bắt được nhân chứng rồi. Để tao nói chuyện với các quan bộ hình. Đưa tên lính đó tới đây. Tại sao người thấy người ta phá rừng mà không bắt? Bẩm, quan huyện nói đã cho phép họ phá rừng, không cho con bắt. Tới gặp quan huyện Nguyễn Cây. Tên lính này bị ca tưng, hay nói tào lao lắm, quan đừng có tin. Không có tào lao đâu, quan đã bán đất rừng cho tôi để tôi hạ cây mà. Thêm một ông ca tưng, bằng chứng đâu? Bằng chứng ở trên núi, xin quan lên đó xem. Bằng chứng đây, quan đã ngồi đây để xem tôi cắm cọc mua đất. Dấu gì đây? Dấu mộng của quan. Xì, ai ngồi đây rồi đổ thừa cho ta? Không ai có cái mộng đặc trưng như quan đâu. Chú ngồi lên thử xem. Nhỏ xíu à. Ta ngồi thử, cũng nhỏ xíu còn dư cả khúc. Ông ngồi đi. Ha, vừa khiết. Ngồi qua tảng đá bên kia xem, cũng vừa khiết. Bốn dấu đều vừa khiết với mông của ông, chứng tỏ rằng ông đã ngồi đây để xem ông này cắm cọc mùa đất. Bằng chứng rành rành, ông nghĩ sao? Ừ, thì tôi có ngồi đây nhưng không có bán đất. Ông tự ý xí đất đó. Người ta xí đất, ông ngồi đây mà không bắt là vì sao? Vì mệt quá, nhức đầu quá. Ha ha, chịu nhận tội bán đất rồi. Rừng là đất công mà dám lấy bán để người ta chặt cây. Ông có biết chặt cây rừng sẽ gây luộc lỗi không? Nhức đầu quá, đừng có hỏi nữa. Cách chức quan huyện Nguyễn Cây, cách chức luôn quan phủ Nguyễn Lá, vì đã tiến cử người bê bối cho ta. Tao vậy là lệnh bà nói đúng phải không ạ? Đúng, vợ ta càng dán đúng mà ta không nghe. Suýt tí nữa là đã đưa một kẻ tham lam lên chức vụ lớn. Ta có lỗi, ta sẽ đi đón vợ ta về. Không về, năn nỉ mới về. Ừ ạ, thì năn nỉ đó về đi mà. Lần sau thiếp có góp ý mà không nghe thì thiếp tu nữa à. Xin đội ơn chú thượng đã cứu tôi. Cứu việc gì? Sư cô Mộng Thường quậy quá, chịu hết nổi rồi. Ta có quậy gì đâu, ta chỉ tu theo cách riêng của ta thôi mà. Người ta lấy dấu vân tay làm bằng chứng, còn mày thì lấy dấu mông. Tao biết quan sẽ không làm giấy tờ gì để không để lại tăng chứng, do đó tao phải lấy dấu mông để làm bằng chứng. Hèn chi mày lấy đất sét phủ lên các tảng đá, ổng ngồi lên thì để lại dấu mông. Tại ổng có cái mông rất cá tính nên tao mới lấy dấu mông được. Nếu ổng bình thường như mọi người thì tao đâu có lấy dấu mông được.
Ông Quỳnh, dạy trái củi cho mợ kìa. Tôi ngồi dậy không nổi, bấm trái củi giùm tôi đi. Con lợn lười, dậy đi. Ôi da, sao mà nóng dữ vậy nè. Lần này tôi bệnh thiệt, không phải bệnh giỡn như mọi lần đâu. Bà ơi, ông Quỳnh nóng như cục lửa nè. Đưa mợ cạo gió. Cạo gió đau lắm, con không chịu cạo gió đâu. Em nói bị sốt, thím không nên cạo gió đâu ạ. Cậu là ai, làm gì trong sân nhà tôi? Em ngủ nhờ ở đây từ tối qua ạ. Cành nhà kiểu gì mà người ta vào nhà ngủ, nhưng không hay, đúng là con gái hư. Bạn mà còn gây sự với tôi. Chết cũng còn gây sự, bạn ăn thua gì đâu. Để em hạ sốt cho thằng cu đó. Thằng cu nào sao bôi bác quỉnh thế? Anh này có học thuốc. Con chạy qua nhờ chú bà. Trẻ củi đi. Củi to lắm con trẻ không được đâu. Thím để em trẻ cho. Ừ cậu trẻ đi rồi tôi gửi tiền công. Em không lấy tiền đâu. Thím cho em ăn cơm là được rồi. Có thằng cô Quỳnh ở nhà không vậy chị? Nó ở nhà nhưng đang bị sốt cao lắm. Anh tìm nó có việc gì không? Tôi định nhờ nó viết giùm tờ đơn vay tiền. Để mai mốt được không? Nó ngồi dậy không nói kìa. Đưa đây em viết cho. Ồ anh này viết chữ đẹp quá. Sao anh không đi học để đi thi? Tiền đâu mà học. Ông Quỳnh nhõm nhẽo. Dậy ăn cháo. Ờ cái gối ôm. Vừa bớt bệnh đã trốn đi chơi rồi. Anh Hùng chỉ bệnh 2 ngày thôi. Bệnh quá 2 ngày không phải anh Hùng. Ủa anh làm gì đây? Không thấy hả? Rửa chén thuê nè. Chụp giùm anh tờ giấy kia đi. Giấy gói đồ giờ lắm. Giờ một mặt mà còn lại dùng được. Không có tiền mua giấy nên phải đượm giấy giờ về viết bài. Anh là học trò. Chính xác là học trò nghèo. Còn mấy tháng nữa là tới kỳ thi hương. Tôi phải ráng đậu kỳ này. Gần ngày thi mà anh lại lang thang ngồi chợ kiếm ăn thì còn thời giờ đâu mà học. Học buổi tối. Làm cả ngày mệt đứ đừ rồi. Tối còn sức đâu mà học. Đâu còn cách nào khác. Tội nghiệp anh ghê. Sau này làm quan em sẽ lo cho anh học. Tôi với cậu ai lớn hơn? Đương nhiên là anh lớn hơn. Vậy khi cậu làm quan thì một là tôi đã làm quan to hơn cậu, hai là tôi già chát rồi, học gì nữa mà cậu lo cho tôi. Có ngon thì lo cho tôi ngay bây giờ đi. Bây giờ em còn nhỏ đâu có tiền. Cưới vợ giàu đi rồi lấy tiền lo cho tôi. À cưới vợ là tàn đời trai không được đâu. Nói chơi cho vui chứ ai giúp tôi cũng không nhận. Người ta giúp rồi người ta kể công suốt đời. Có khổ thì ráng chịu chứ không thích mang ơn ai hết. Khí khái ghê ha. Ông Quỳnh. Chết con mắm đi tìm em. Ha, bắt được rồi. Con làm gì mà ông bắt con? Không làm gì hết. Giúp ta nói dốc. Ta cho tiền ăn chè. Ông tá, gia sư của con tôi nè. Ông làm như chỉ có mỗi mình con ông mới có gia sư. Ơ, hà, giúp ông nói dốc là thế này. Ông trả cho gia sư của con ông chỉ có 3 đồng mỗi tháng. Tôi trả cho gia sư của con tôi tới 5 đồng lận. Có phải tôi trả cho thầy 5 đồng mỗi tháng không? Phải, mỗi tháng 5 đồng và bao luôn cơm. Xì, thầy như ông địa mà trả cao cho cố. So tài đi thầy. Chết, mình địch sao lại nó. Mình mà hạ ảnh thì ảnh mất chỗ làm ăn. Làm sao đây? Thầy này giỏi lắm, tôi so không lại đâu. Ảnh khiêm nhường đó, con không địch lại ảnh đâu. Cậu giỏi hơn, anh giỏi hơn. Vậy là cả hai thầy đều giỏi, thế là được rồi. Cảm ơn mày nghe. Vậy đúng là mày giỏi chữ lắm, nên ông thầy kia mới sợ. Dạ không dám ạ. Đừng có chối, tao nghe thiên hạ đồn mày giỏi chữ lắm. Sáng nay mày về làm gia sư cho con ta đi. Cho con xem sức học của cậu ta rồi mới quyết định nhận lời hay không. Mày là thầy tao hả? Hổn, bép. Ăn nói với thầy như thế hả? Ngồi xuống cho ta khảo bài. Thằng nhỏ có phong thái làm thầy, tốt.
Chữ gì? Không biết. Chữ gì? Biết chết liền. Vậy chứ mày tới trường học cái gì? Học ngủ gật, học trốn học, học chơi, học copy. Gặp siêu học trò rồi, không dạy được. Mà thôi, chịu đời với nó để lấy tiền giúp anh học trò nghèo. Ông định trả lương cho con thế nào? 3 đồng mỗi tháng. Hồi nãy ông bảo con nói lương của con là 5 đồng mỗi tháng mà. Đó là nói để hù ông tá, không phải thiệt. Vậy thì con không dạy ạ. Con của ông thuộc loại siêu học trò, khó dạy lắm. Sao lại gọi con ta là siêu học trò? Người ta học 1 ngày 3 chữ, con của ông học 3 ngày 1 chữ mà chưa chắc ăn nữa kìa. Thằng nào cũng nói thế, sao con có mình thông minh vậy? Chắc nó giống mình. Được, ta trả cho mày 5 đồng mỗi tháng, nhưng không được đánh con ta à. Ông trả tiền cho con, làm sao con dám đánh nó? Đây là chữ thiên, đọc 3 lần. Bánh của thầy. Thiên thiên thiên. Hỏi lại chữ gì đây? Chữ quen. Mầm, cho tao ăn với. Ráng nhớ đây là chữ gì thì tao cho ăn. Chữ thiên. Giỏi, ăn đi. Lấy thức ăn dụ nó học. Chữ gì? Chữ nhân. Cha ơi, con học được 2 chữ rồi. Giỏi, giỏi. Hứ, 8 năm học được 2 chữ mà khen giỏi. Mày là thằng đầu tiên dạy được con ta, khen đó. Bữa nay xiên quá hà, mọi khi tao phải chờ mày, bữa nay mày chờ tao. Rắc, bịch. Mày làm gì vậy? Bữa nay tao phải đi chơi, mày chịu khó nằm đây ngang, để mày tự do mày mát cha tao à. Hừ, tao không thua mày đâu, nhưng vì anh nghèo nên tao chịu thua. Tiền lương tháng này nè, mày dạy hay lắm, con tao có tiến bộ đó. Theo tao ra ngôi miếu cũ. Ra đó chơi với ma hả? Anh học trò nghèo ở đó. Mình sẽ làm thế này. Tao làm tiền, tụi mày kéo dây thả tao vào miếu thông qua cái lỗ trên mái. Khi nghe hội biến thì kéo tao lên. Sao mày không vào gặp ảnh đưa tiền mà lại phải làm trò này? Ảnh không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Thần tiên giúp thì ảnh chắc chịu. Nghèo mà chảnh ha. Nghèo cũng có cái giá của nghèo chứ. Thả tao xuống. Cẩn thận kẻo nó té. Ngủ rồi, mệt quá mà sao mà học nổi. Anh nghèo ơi, thức dậy. Cô là ai? Tôi là tiên nữ trên trời, Ngọc Hoàng sai tôi xuống gặp anh. Hình như cô tiên bỏ quên sắc đẹp ở nhà rồi thì phải. Tiên đẹp là tiên cấp thấp, tiên xấu là tiên cấp cao. Sao cô biết tên tôi? Ha, gọi đại mà cũng trúng tên của ảnh. Đã nói tôi là tiên, việc gì cũng biết hết. Bộ hết tên rồi hay sao mà cha mẹ anh đặt tên gì mà nghèo vậy? Cha tôi tên là Hồng Thất Tiền, nhưng lại không có tiền. Đúng rồi, chữ thất có nghĩa là thua, là mất, là không có gì hết. Thất tiền tức là không có tiền. Bởi thế cha tôi đặt tên tôi là Hồng Thất Nghèo. Thất nghèo là không nghèo, tức là phải giàu. Thế mà cũng không thấy giàu, đặt tên kiểu nào cũng cứ nghèo. Vì thấy anh là người có chí nên Ngọc Hoàng sai tôi xuống đưa tiền cho anh ăn học. Anh hãy ở nhà học cho tới khi ngày thi, khỏi phải đi làm nữa. Mỗi tháng Ngọc Hoàng sẽ gửi cho anh 5 đồng, khi nào anh thi xong thì thôi. Sao Ngọc Hoàng không đưa luôn một lần mà lại đưa lắc nhắc từng tháng vậy? Anh tưởng Ngọc Hoàng giàu lắm mà, ổng là vua nhưng không biết tham nhũng nên nghèo. Lương hàng tháng của ổng hoàng hậu giữ hết. Mỗi ngày hoàng hậu cho ổng ít tiền tiêu vặt. Ổng phải để dành mỗi tháng được 5 đồng cho anh đó. Tội nghiệp Ngọc Hoàng quá ha. Tôi không nhận đâu. Anh mà không nhận, Ngọc Hoàng sẽ sai thiên lôi xuống đập cho anh một búa là hết sống. Vậy thì tôi nhận, cho tôi gửi lời cảm ơn Ngọc Hoàng. Tháng sau tôi sẽ xuống. Biển. Kéo nó lên. Cô tiên này bay có vẻ nặng nề quá, chắc tại cái bụng của cô ấy to quá. Không ngờ mình được trời thương. Đây là chữ địa, đọc đi. Học chữ khác đi, chữ đó tùm lum nét, khó nhớ lắm. Mày định học chữ dễ còn chữ khó để tao học hả? Ừ, mày giỏi thì học chữ khó đi.
Tao bảo học, chát, binh, dám hù tao hả? Cho mày chưa hù tao nè. Hừ, tạm thua mày, tao phải nhịn mày đến hồi anh nghèo. Tiền lương tháng này nè. Ê tiền, sao bữa nay mày nặng quá vậy? Tiền mới ăn nguyên một trái mít bự. Chào anh. Tiền của Ngọc Hoàng gửi cho anh đây. Ngọc Hoàng đúng hẹn ghê. Biển bẩm. Cái gì kêu vậy? Xin lỗi, tiền mới ăn mít. Mấy tháng trôi qua, cô Tiên vẫn đều đặn hiện xuống đưa tiền cho anh nghèo. Tôi đã học xong rồi, ngày mai tôi đi thi, tôi không cần tiền nữa đâu. Anh cứ nhận để có tiền ăn trong mấy ngày thi, anh mà không nhận Ngọc Hoàng làm cho anh rớt cái bịch à. Vậy thì tôi nhận. Biển chúc đi thi thành công. Bực bịch, tiền gặp tai nạn, thì ra là cậu. Sao cậu lại giả tiền giả gạt tôi? Tại anh không chịu nhận tiền cho người khác cho nên em phải làm vậy. Tiền ở đâu cậu cho tôi? Em dạy học. Dạy người ta học để lấy tiền cho tôi học, cậu tốt quá. Sao tôi ngốc quá vậy? Sao tôi lại tin chuyện tiền gián trần ha? Thấy tiền có tiền anh mừng quá nên không suy nghĩ gì nữa. Đồng tiền làm lu mờ ý chí của con người mà. Coi như tôi mang ơn cậu, tôi sẽ. Anh không phải lo, em sẽ không kể công đâu. Chúc anh đi thi may mắn. Không còn cần tiền, không dạy học nữa, tìm cách để nghỉ dạy. Khảo bài, chữ này là chữ gì? Không thèm nhớ. Lười nè. Ui da, bà dám đánh tao hả? Ông ơi, con của ông đánh con nè. Tại đó đánh con trước. Đá dao kẹo là không được đánh nó mà mày lại đánh. Tại nó lười quá. Không cho dạy con tao nữa, đi đi. Cảm ơn. Tao mà gặp mày ngoài đường thì mày chết với tao. Liệu mà trốn cho kỹ đó. Ê dốt tao nè. Mày chết với tao. Bình ôi da. Bịch ói. Mày đánh lộn giỏi vậy hả? Nói cho mày biết, tao là võ sư rồng mập đây. Tại tao cần tiền nên phải nhịn để dạy mày lấy tiền. Chớ cỡ mày thì chỉ chịu được bà đấm của tao thôi. Thấy tao nhịn nên tưởng tao dở hả? Mang cho tao một khúc cây. Ra đây thưa sư phụ. Cưa chưa? Cưa rồi, gần đứt rồi. Mấy chiếc cần đụng nhẹ là gãy. Da bốp. Thế nào đánh nữa không? Tha cho tao đi. Muốn tao tha thì hãy úp mặt xuống đất và hô to 100 lần. Anh Quỳnh Văn Võ Song Toàn. Anh Quỳnh Văn Võ Song Toàn, anh Quỳnh Văn Võ. Ủa đi đâu hết rồi? Phù, suýt chút nữa là ốm đòn. Anh về rồi hả? Đậu không? Rớt. Rớt thì học lại rồi thi nữa. Thi tới chừng nào đậu mới thôi. Tôi sẽ học lại nhưng tôi sẽ đi chỗ khác ở. Ở đây cậu lại tìm cách giúp tôi nữa, tôi không thích. Tạm biệt, khi nào thi đậu tôi sẽ trở lại tìm cậu. Dạy học một người để lấy tiền giúp người khác học. Người được dạy học thì không biết gì, người được giúp thì rớt. Không có chuyện gì hết, tội công.